Bài thứ năm. Bà Lan là giáo viên. Ông tên gì? Tôi tên Hồ. Ông họ gì? Tôi họ Phạm. Phạm Văn Hồ. Ông làm nghề gì? Tôi là nhà báo. Còn bà này, tên họ là gì? Bà ấy tên là Trần Thị Lan. Bà Lan cũng là nhà báo, phải không? Dạ không. Bà ấy là giáo viên. Bài tập. Ông họ họ gì? Bà Lan họ Trần. Cô làm nghề gì? Ông tên là gì? Ông tên Hồ, phải không? Bà Trần Thị Lan là giáo viên. Okay, one more time. Bài thứ năm. Bà Lan là giáo viên. Ông tên gì? Tôi tên Hồ. Hồ. Tôi tên Hồ. Ông họ gì? Tôi họ Phạm. Phạm Văn Hồ. Ông làm nghề gì? Tôi là nhà báo. Còn bà này, tên họ là gì? Bà ấy tên là Trần Thị Lan. Bà Lan cũng là nhà báo, phải không? Dạ không. Bà ấy là giáo viên. Bài tập. Ông họ họ gì? Bà Lan họ Trần. Cô làm nghề gì? Ông tên là gì? Ông tên Hồ, phải không? Bà Trần Thị Lan là giáo viên.